thì nó sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của bệnh nhân.
còn Apex Seamless, nó có thể dùng cả Apex Explorer, CDP, nó có thể dùng con Cito Megalovirus, nó có thể dùng Yamai, nó có thể dùng LAM, nó có thể dùng Tapso Plasma Condi, nó có thể dùng Tapso Cardiasis. Vâng, thế mà cái vòng là không do nhiễm trùng á, thì người ta chia làm hai trường hợp. Không do nhiễm trùng hay là tự miễn á, hay là miễn dịch á, thì người ta phân biệt hai trường hợp. Một có thể không đi kèm những bệnh toàn thân, hai là có đi kèm những bệnh toàn thân. Thì nếu mà không có đi kèm bệnh toàn thân á, thì có thể là viêm vòng là vô căn, hay là do chấn thương, hay là sau phẫu thuật. Sau phẫu thuật mà viêm vòng là thì mình phải lưu ý không bị viêm vòng là nhẹ. Tức là nhiễm trùng á. Còn có một trường hợp viêm vòng là do thuốc. Hai cái thuốc mà hay gây viêm vòng đào là Cidofovir. Cidofovir là để điều trị viêm vòng hạt cho Cytomegalovirus. Còn Rifampicin là để điều trị lao. Còn đó, viêm vòng đào mà có đi cạnh bệnh toàn thân á thì hay gặp ở trong viêm khớp hoặc là bệnh sarcoidosis, hoặc là bệnh đường viêm, hoặc là bệnh đặc sắc, hay là viêm vòng đào hồi phục miễn dịch. Thì cái triệu chứng cơ năng của viêm vòng đào á thì bệnh nhân sẽ bị đỏ mắt. Tự nhiên viêm vòng đào á thì mình chỉ làm hai loại là cắt cái mạng á, thì cái là cô nói là triệu chứng của viêm vòng đào cắt nha. Thì bệnh nhân sẽ bị đỏ mắt. Đỏ mắt là mà đỏ mắt theo kiểu cương tụ rì. Bệnh nhân sẽ sợ ánh sáng, bệnh nhân sẽ đau trước mắt và bệnh nhân sẽ giảm thị lực. Thực ra đó, những cái triệu chứng này là nó giống hẳn như triệu chứng của viêm viêm loét giác mạc hay là cơ mật cắt động mạch. Nó cũng có bốn triệu chứng ít trên trang đó. Nhưng mà tự nhiên mình còn phát được thể nữa. Còn triệu chứng khác là có thể nhìn thấy cái hiện tượng đùi bay. Thấy thế hiện tượng đùi bay chứng tỏ là cái phải thể của nhân nó bị vấn đục. Còn triệu chứng thực thể đó, thì bệnh nhân sẽ bị đỏ mắt theo kiểu của tụ rìa. Bệnh nhân sẽ có lắc động sao giác mạc. À, cái này khác với những cái bệnh khác mà nó lắc động sao giác mạc. Là bệnh nhân sẽ có tế bào viêm ở trong tiền phòng, bệnh nhân sẽ có đột tiền phòng, bệnh nhân sẽ có mũ tiền phòng. Thì các bạn thấy á, bệnh nhân đã chắc không có mũ tiền phòng ha. Thì các bạn học thêm là bệnh nhân bị viêm vòng bồ đào cũng có mũ tiền phòng nha. Tại vì thường cái này những cái bệnh nào nó có mũ tiền phòng thì người ta sẽ dễ ra câu trắc nghiệm cho các bạn nha. Các bạn nhớ được không? Là bệnh nhân sẽ có chiếc móng vô thủy thể nha. Là bệnh nhân sẽ có những cái chiếc nổi trên móng mắt như là teo móng, như là móng tim trên móng, như là tân mạch móng nha. Thì đây là bệnh nhân bị đỏ mắt theo kiểu tụ rìa. Đó là những cái mạch máu này mà nó không đau. Nếu mà bệnh nhân nhỏ phải đi tiêm riêng thì nó sẽ ít có co lại đó. Thế là mình chặt cái kết mạch mi thì mình sẽ không thấy đỏ. Còn cái hình này là cái lịch sử. Cái hình này ta đặt bên đó là cái này hồi xưa đó, đây là khắp thể mi. Khi mà bệnh nhân viêm màu bồ đào á thì mình rờ vô mặt bệnh nhân sẽ đau, mình sẽ rụt cái đầu lại, thì người ta gọi là bệnh thể mi dương tinh. Nhưng mà hiện tại á, vừa có lắp đặt sao giác mạc các bạn.
đây. Cái dính máu trên thể nó rất là dễ dính nè. Các bạn thấy nó dính nè. Khi mình thở giãn ra thì chỗ này giãn nè, chỗ này giãn, 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 chỗ này giãn. Ở đây các bạn thấy nè, ở đây giãn nè, ở đây giãn nè, ở đây dính nè, dính nè, dính nè, dính nè, dính nè, nha. Rồi ở bóng á, những cái lỗi bóng có thể là mình thấy những cái mạch máu bóng nè. Bình thường đó, cái mạch máu bóng mình không thấy, nó chìm ở trong bóng á. Nhưng mà khi mà bóng nó có những cái tông mà những mạch máu mới đó, thì mình mới thấy được, nó nổi ở trên bề mặt bóng nằm thấy nè. Thì cái tông mạch bóng này á, trong cái màu là nó gặp trong hai trường hợp. Một á là gặp trong trường hợp những cái màu là nó giai đoạn cuối à. Ví dụ như bệnh nhân bị 2-3 năm mà khi mà bệnh nhân tới khám các bạn mà các bạn thấy là còn non á, thì có nghĩa là con mắt bị lết chữa rồi, nó lâu dài chữa không được. Trường hợp thứ hai là có thể là nó bị thiếu máu võng mạc. Nếu mình xuất hiện sớm là do nó thiếu máu võng mạc và nó kích thích nó bọc những cái tân mạch mới ha. Còn ở trường hợp này á là cái trường hợp mà móng nó dính vô cái thủy thể nó dính 360 độ luôn, thì trường hợp móng mà dính vô thủy thể 360 nhớ cái tên con ha, tích tầm tử. Tích tầm tử là tại sao các bạn nhớ âm định này? Bữa sau đó các bạn lôn cơm á, thì các bạn sẽ thấy cái thủy dịch á, nó sau khi nó được thể phi tiết ra nó vô khẩu phòng, thì nó sẽ ra tìm phòng một cái lỗ đồng tử nè. Nhưng mà khi mình có chính vô cái thủy tải ba cái sát đó rồi đầu, cho nên thủy dịch nó bị nhốt phía sau đâu có ra được. Cho nên là nó sẽ bị nhốt ở hậu phòng mà, cho nên là nó đẩy cái móng phòng ra phía trước. Nói trong trường hợp đó đó, thì người ta nói cái móng phòng giống như là cà chua vậy đó, người ta gọi là móng cà chua. Và cái hiện tượng này ta gọi là tích tầm tử. Và khi mà có phù, xin lỗi, khi mà có cái màu đào đó, thì có thể nó làm cho bệnh nhân có cái biến chứng là phù ngay thôi, cái này nó sẽ phù lên. Phù thì nó tùy theo mức độ, có thể nó phù kín đáo, khi mình chụp bằng bình quang mình thấy nó tăng bình quang mình biết nó phù, còn nó phù lên luôn ha, là nó gây phù bằng điểm đó ha. Và mình khám nếu mà trong trường hợp viêm màng đào sao thì mình có thể thấy những cái sang lưu trên võng mạc nữa ha. Hồi xưa đó cái phù bằng điểm á rất là khó đánh giá, thì hồi xưa là chỉ có soi đáy mắt mà thấy ha. Các bạn biết là cái phù á, ví dụ cái phù đó nó khoảng trong ba câu mình đâu thấy nổi bằng mắt, nó kể cả các cái đường đi mình thấy cũng nổi được. Nhưng mà hồi xưa các chụp bằng đường quang, các người ta chụp bằng đường quang thì khi mà nó có phù á thì nó sẽ chào bằng quang cho mình cắn hoa như thế này. Còn bây giờ là nó có cái chụp cắt lớp bóng màng, các bạn đây là chụp cắt lớp bóng màng này, thì cái hình ảnh mà bóng màng hoặc chỗ hàm điểm nó bình thường á là nó có cái hình lợp như thế này các bạn, cái chỗ này ta gọi là lợp trung tâm. Thì một cái hoàng điểm mà đẹp á thì nó có hình như thế này, và khi nó phù á các bạn thấy nó phù lên ha. Và các bạn biết á, chụp một cái hình này đó nó mất có mấy chục cây vậy, tốn tiền các bạn ha. Ở bệnh viện tư thì chụp một mắt này là 500 ngàn, bệnh viện công thì rẻ, bệnh viện công chỉ có 100 mấy ha, chụp hai mắt thì 1 triệu ha. Đó mình chụp lên cái là mình biết cái hoàng điểm đó nó có bệnh lý gì không. Thì cái hình này nè các bạn cứ đừng để chấp môn học nữa. Nhưng mà cái này nó là không xâm lấn nha. Cái máy chụp này là không xâm lấn, nó sử dụng cái ánh sáng để chụp. Cái này gọi là chụp cắt lớp võng mạc OCT. Còn những cái sang thương ở đáy mắt, mình khám á, mình có thể thấy ví dụ như là các bạn thấy cái cái thị này nó ở tạp màu nè, rồi cái mạch máu này nè, nó thâm nhiễm mà nó giống như là dạng nến vậy đó. Thì cái trường hợp này là điển hình của bệnh sarcoidosis, viêm màng bào là sarcoidosis. Còn cái trường hợp này á là mình sẽ thấy một cái ổ viêm ở ngoại biên và nó nối những cái fibrosis nó nối với lại gai thị, nó làm biến dạng gai thị này. Thì cái hình ảnh này là đặc trưng của bệnh toxocariasis. Toxocariasis là do toxocaracanis gọi là toxocaracati ha. Thì là cái bệnh này là nó thuộc về bệnh nạp và mi, tức là mình nhiễm cái dung chủa chó và mèo. Thì các
các bạn biết khi mà mình nhiễm cái sinh trùng mà không phải là cái chủ là mình á, thì cái con cái sinh trùng nó sẽ không bao giờ trưởng thành. Mà thường là nó hay đi chu du ở trong mô, các mô khác nhau trong cơ thể. Và trong trường hợp này á, thì mình nhiễm cái chung của chó hay mèo, rồi nó đi chu du vô mặt, nên nó mới làm bỏ chỗ này, nó gây nên phản ứng viêm. Và thường gặp ở trẻ em, mà các bạn biết đó, thường gặp trẻ em á, cho nên là mà nó gây nên viêm mồ là mãn tính á, lâu ngày nó tạo nên cái khối viêm gì nè, thì các bạn biết cái này không chữa được nữa. Tại vì nếu mình bỏ mình bấm cái khối viêm này ra, mắt mình cũng tan nát hết rồi. Bởi vì các bạn biết cái này là do gì không? Ví dụ mình cho mình nuôi chó nè, xong mình cho chó nó đi cái đầy đường đó, cái mình chạy xe đó, chạy xe cái nó phân chó nó bám lên cái bánh xe của mình đó, cái mình dần dẫn xe vô nhà, đồng thời mình ở nhà mình cho nó bò lăn đi lăn lăn đi lắm á, nó rớt đồ ăn lên đó. Cho nên là các bạn biết cái cuộc ghét cái người nuôi chó, cho chó đi điện mình được, rất là mất vệ sinh. Còn đây là cái hình ảnh là hoại tử bộ mặt nè. Các bạn thấy cái bộ mặt bình thường nè ha. Các bạn thấy bộ mặt nó bị viêm trắng hết trơn nè ha. Thì cái hình ảnh này là cái hình ảnh hoại tử bộ mặt cắt. Thì trường hợp này bộ hoại tử bộ mặt cắt này nó cho ba con, bốn con. Thứ nhất là con hạt phép Syntax HSV. Thứ hai là con hạt phép Soster BCT. Thứ ba là con Espanpa virus. Không có ba con đó đâu. Chứ còn con CFP thì nó là nghe được khác. Thì trường hợp này là tương đối nặng. Còn cái trường hợp này á, là do viêm võng mạc cho con Cytomegalovirus. Các bạn biết á, là để lấy những cái mô trong đây mà làm xét nghiệm á, nó khó khăn lắm. Cái này nó là xét nghiệm, nó là sông lớn, nó không cách lấy má. Thì các bạn phải chọc kim như trong mắt, các bạn lấy dịch ra. Cái hành động nó có những rủi ro nhiều quá, cho nên là người ta sẽ cố gắng chẩn đoán của mình làm sai. Hay giống như cái hình ảnh hồi nãy là người ta chẩn đoán là viêm võng mạc mà để một cấp á, cõi này là người ta chẩn đoán là viêm võng mạc cho Cytomegalovirus và người ta cho phép mình chẩn đoán chữa trên hình ảnh lâm sàng này. Và cái hình ảnh lâm sàng này người ta mô tả sao các bạn biết không? Cái thâm nhiễm trắng này nè, người ta mô tả là phô mai. Còn cái xuất huyết đỏ đỏ này nè, người ta mô tả chua. Người ta chăm sóc á, người ta thích ăn thì nó là tô bắt đầu cái chất cái trauma nha. Và người ta cho phép mình đây là đặc trưng của viêm võng mạc do Cytomegalovirus. Các bạn biết cái viêm võng mạc do Cytomegalovirus á, thì người ta chỉ thấy ở những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch mà thôi, không có bệnh nhân thường. Thì suy giảm miễn dịch có thể là suy giảm miễn dịch cả cơ thể hoặc là suy giảm miễn dịch cục bộ. Nó suy giảm miễn dịch cục bộ là nhiều khi mình chích cọc huyết vô thì bệnh nhân cũng có thể bị cái này. Còn suy giảm miễn dịch toàn cơ thể đó, thì các bạn biết cái bệnh nào gây suy giảm miễn dịch toàn cơ thể thường gặp nhất không? HIV. Đúng rồi, HIV. Cho nên tự nhiên một bệnh nhân mà mắc tới khám mà các bạn thấy cái hình ảnh này, để câu đầu tiên các bạn hỏi bệnh nhân là gì không? Cái gì? Quan hệ. Bây giờ cái gì phải cái đơn mà sắp trở trả nó được trả kịp. Mình hỏi là anh ơi, anh có bệnh gì khác trong người không? Ừ. Đúng không? Hỏi nhỏ nhỏ thôi ha. Nếu mà bệnh nhân trả lời có thì ok rồi, nên mình hỏi là bệnh gì ha. Còn nếu bệnh nhân trả lời không thì mình có tin không? Không. Không tin thì hỏi tiếp câu gì? Mình hỏi tiếp câu là anh ơi, anh có uống thuốc gì mỗi ngày không? Anh có uống thuốc ARV không? Mà bệnh nhân mà nó nghe chữ ARV á, mình biết là mình có chắc chối với ông bà này nọ có, tại vì chắc có vậy ông bà được biết bệnh của mình. Cho nên nếu mà thật sự mà bệnh nhân đã biết những mắc HIV đang điều trị ARV thì bệnh nhân sẽ thú nhận. Nhưng mà các bạn biết có nhiều bệnh nhân họ cũng lì lắm, chối thì làm chối, làm chối thì mình nói thì mình sẽ giải thích. Nếu mà họ vẫn chối hoặc là trong trường hợp họ chưa biết tội gì thì mình sẽ giải thích, mình sẽ giải thích là anh ơi, cái bệnh của anh á là thường gặp ở bệnh nhân bị nhiễm HIV đó, cho nên là bây giờ tôi phải cho làm xét nghiệm để coi là có hay không, nếu mà không có thì mình vui nha.
tiêm chồng, bác tiêm xong nhưng em này giấy về trả cho mình, nhưng em phải bác xem làm điều trị. Nhưng mà mình nói chung là mình lặng lặng vậy thôi ha, chứ mình đừng có chỉ mà nãy chứ nói á, chốc cứ là thằng kia thì cũng có đâu có nha. Thật đấy, rồi có đâu. Tại mình cũng biết trước sẽ có những người vậy. Nhưng mà cái đại hai là họ đi thử, họ đi thử về thì đi thử về cũng có hai chuyện có thể xảy ra. Một, thử về âm tính thì các bạn có chấp nhận kết quả đó không? Các bạn đừng chấp nhận, tại vì thử HIV thường những cái bệnh viện đa khoa hoặc là những cái bệnh viện thông thường đó, những cái test thử đó có thể là nó bị âm tính giả, thì mình sẽ cho những cái thử ở một nơi khác, ha, thường cho qua master hoặc cho qua bạn thử lại ha. Còn trong trường hợp thử lại mà nó vẫn âm tính thì lúc đó mình mới đi tìm nguyên nhân khác nha. Thì mình sẽ hỏi các bệnh nhân có đang điều trị ung thư không, bệnh nhân có bị ung thư má hay không ha, bệnh nhân có đang điều trị ung thư khác hay không, có bị ung thư khác hay không ha. Cô tại vì cô điều trị cho mấy bệnh nhân này cho nên là cô gặp nhiều, nhưng mà cho nên là cô quá gặp một trường hợp cô thử HIV âm tính tao chỗ luôn, xong cô cho đi tầm soát ung thư, cái cô chờ nhưng cô đâu biết ung thư gì, cái cô phải cho đi khám ung thư cũng không ra luôn. Cô biết là khám có nhiệt tình hay không thì cô biết, nhưng mà hai năm sau bệnh nhân mới gọi ra đây bệnh nhân bị lymphoma, và 6 tháng sau khi chụp bệnh nhân đó lymphoma bệnh nhân lên được, mà bệnh nhân trẻ lắm các bạn, những 2 ngày tuổi ra đó, thành ra có những cái nguyên nhân mà mình kiếm không ra luôn. Nhưng mà sau này á, sau một thời gian mới gọi ra, thì khi mà nếu mà bệnh nhân biết bệnh nhân nhiễm cái bệnh nhân điều trị ra thì thôi, cho các bạn điều trị cái này cho bệnh nhân thôi, điều trị cái tiêu mặt thôi. Còn nếu mà bệnh nhân chưa biết, bệnh nhân thử về cái bệnh dương tính á, thì mình sẽ có trách nhiệm cái mắt thì mình điều trị cho bệnh nhân, nếu mình là bác sĩ mắt. Còn nếu còn về cái bệnh theo cái bệnh của bệnh nhân á, thì mình sẽ hướng dẫn bệnh nhân hoặc là qua bệnh nhiệt đới, hoặc là qua mấy cái trung tâm quận á, mấy cái OPC quận á, bây giờ gì dự phòng á, y học dự phòng quận á, như họ cũng có điều trị cái này. Nếu mà tốt nhất là chỉ cho em đi đi qua bệnh viện bệnh nhiệt đới. Các bạn đừng có tưởng cái người nhiễm HIV bây giờ rất là nhiều nha các bạn. Tại vì tại sao không, cái người nhiễm HIV bây giờ đó thì cái đối tượng mà gái mại dâm rồi á, thì tôi thấy là như vậy nha. Tại vì họ có biện pháp phòng ngừa. Mà các bạn biết cái đối tượng nào là nhiều nhất không? Đúng rồi, đối tượng đồng tính nam. Và sẵn đây cô nói cho các bạn nghe luôn. Các bạn biết tỷ lệ đồng tính nam trong dân số nam là bao nhiêu không? 11% mà. 11% rất là nhiều. Mà con trai á, nó đâu có sợ có bầu giống như con gái. Cái quan hệ nam nữ, các bạn còn sợ có bầu, các bạn còn sử dụng bao cao su. Còn nam á, tại vì quan hệ nó bất bình thường nữa, mà nó lại, mà khi mà sử dụng bao cao su thì nó sẽ giảm cảm giác, cho nên mà nó đâu có sợ có bầu. Cho nên là nó sẽ không có sử dụng bao cao su, cho nên là mà nó lại quan hệ qua cái đường không có tự nhiên, cho nên nó chạy rất là dữ. Và những cái bệnh tay của tình dục như cái bệnh HIV này nó nhiều lắm. Cái bệnh giang mai là cũng vì HIV mà nó tăng lên ha. Và các bạn biết á, là những người như HIV khi mà có bị viêm võng mạc này rồi á, là giai đoạn 4 nha các bạn, giai đoạn 4 là giai đoạn cuối á. Nhưng mà cô từng thấy những bệnh nhân nhìn ở ngoài không bao giờ biết, không bao giờ biết cái bệnh nhân đó đang nhiễm HIV giai đoạn 4. Tại vì nhìn người đó vẫn rất là đẹp trai, vẫn rất là phong độ, vẫn rất là khỏe mạnh. Tại là cô dặn các bạn, con trai với con gái lên giường với ai, thứ nhất là phải thử HIV cho cô. Còn không có thử HIV thì phải có biện pháp phòng ngừa bệnh lây qua tình dục cho cô. Cô chúng tôi nói được đẹp hay là mấy con nói xuống cho cô nghe, chứ không thôi lây bệnh. Tại vì còn con A mà có con em trai và con trai đó, các bạn nhớ là nó bị lợi dụng từ nhỏ rồi nha các bạn. Từ lúc mà nó bị mới bị dậy thì đó, khi nó bị mấy cái ông đồng tính 30-40 tuổi là
đã lợi dụng nó nó đóng biết nha, cho nên mình cũng phải lưu ý vấn đề đó nha, để mình tự bảo vệ mình nha. Rồi tiếp chức của viêm màng bồ đào là bị giác mạc chảy băng ha, và bị đục thủy tinh thể, và bị tô cơm ha, và bị bong mỏng mạc, và bị đục pha lê thể, xuất huyết pha lê thể, và cái dây mà bị nặng quá đó thì nó sẽ dẫn tới tai nạn luôn. Thì đây là bệnh nhân bị đục thủy tinh thể, các bạn thấy thủy tinh thể nó đục chặt nè, cái đây nó có dính máu nè, đây còn thực ra nó có giác mạc chảy băng nữa nè, thì làm sao qua cái dây này Thank you.